Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở xã Tân Mỹ Chánh của thành phố Mỹ Tho các bạn ơi. Hôm nay mình đến nhà của anh Minh. Anh có giao lưu với anh em một số gốc mai tàn các bạn. Mai chơi Tết luôn các bạn ơi, vi vu luôn nha. Mức giá thì anh Minh đưa ra rất là hợp lý các bạn. Rồi giờ bắt đầu vô mình quay chi tiết cho các bạn xem. Xong anh em nào mà thích gốc nào thì mình liên hệ với anh Minh để mình sở hữu các bạn ơi. Em xin chào anh Minh. Đó, trên tháng à, Dạ. hôm nay mà nói chung thì cũng có được ba cây mai tàn với một cây mai này cũng mới bắn về mà giờ đã xuống lá rồi. Dạ. Rồi anh Minh cho các bạn biết địa chỉ chính xác mình ở đâu anh Minh? Địa chỉ mình đây là ấp Tân Tỉnh, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho. Dạ, rồi ok anh Minh ơi. Rồi đầu tiên mình quay gốc số 1 cho các bạn xem bạn. Đây một gốc mai tàn nha. Cây này cái tàn khá là lớn các bạn. Cây này cái tàn khá là lớn các bạn ơi. Tàn nguyên thủy nha. Cây này thì anh Minh ảnh cũng mới đem về các bạn. Anh xuống lá do lý do cái tàn nó lớn, hơi lớn nha. Đây. Cái này chiều cao tầm khoảng nhiêu anh Minh? Chiều cao cỡ cỡ 5 mét. Rồi chiều cao 5 mét. Còn cái tán ngang này khoảng nhiêu anh Minh? Tán ngang cỡ 3 mét rưỡi. Rồi tán ngang 3 mét rưỡi. Mình đi một vòng cho các bạn xem cái bộ tàn phía trên nha. Cây này thì anh em có gì anh em có thể anh em tạo theo cái phong tàn dù chơi các bạn. Nó rất là cao nha. Đây. Rồi nó có cái phong bonsai luôn các bạn. Vậy anh em có thể tỷ ý anh em thôi. Một là mình nuôi cho cái tàn về đặt thêm mình chơi. Hai là mình sạc bonsai luôn các bạn. Cây này thì đặc biệt nó có nhiều cái điểm rất hay các bạn. Xù trứng nha. Cái này lên khoảng mấy thân anh Minh? Này một phút nó thoát ra 4 thân. Dạ, mình kêu bằng cái gì anh Minh? Này theo theo như mình suy nghĩ nha, nó 4 thân mình chắc là tứ trụ. Tứ trụ ha anh. À, tại thấy 4 thân nó cũng lực lắm, nó tương đối bằng nhau á. Dạ, cây này lạ lạ ha anh. Nói chung hàng này mình cũng cũng nói chung cũng ít gặp lắm. Dạ. Cốt rồi thì với tam tài đấy, nói chung cũng thường gặp. Rồi, rồi đây, đây cái đồ đế đây. Wow. Hết hồn luôn các bạn ơi. Ở đây là nguyên cái bài đặt luôn nha. Đây. Hết hồng các bạn ơi. Mỗi đầu ghế em thấy nó nổi trứng các bạn. Trứng lọc nha. Ở đây làm như nó có cục bú vậy. Rất là lớn nè. Đây cái đế nha. Rất là lực. Đây trứng nổi trên thân luôn. Theo chia sẻ của anh Minh thì nó là phân máy tắc bạc. Nó đâm ra 4 thân nha. 4 thân thấy nó múa lượng các bạn. Lắc nha. Cái này ảnh tứ cái gì tứ trụ của anh. Thì theo mình gọi là tứ trụ thôi, thì anh em mà muốn đặt gì đặt. Dạ, tứ trụ ha. Còn mấy cái chân cành đó thì mình thấy nó rất là cơ bắp. Cái này là sao mà giữ gì anh Minh? Kêu bằng gì anh Minh? À đúng rồi, sao mình cũng thấy mấy cái cành nó lạ, nó giống như nó nổi cơ bắp lên, nó dạ. Nó u lên nó phù ha. Ờ nó phù, tự nó phù. Đây các bạn nó cũng hơi lạ nha. Nó thấy giống mấy như chân cành nha. Đế nó thấy giống như bộ rễ nè. Dạ. Rồi đế thì chảy đều tất cả các mặt luôn. Đó. Có cái điều cái này mình khai thác đế hết chưa anh Minh? Cái này hả? Chưa, cái đế nó còn nằm út dưới này nè anh. Dạ là cái đế hôm đây nè, cụ đế nó còn nằm vòng vòng đây hết đây. Mặt bông đỉnh điểm cái này là khoảng nhiêu cánh anh Minh? Bông này theo mình cũng có hỏi qua cho chủ nhà, nói là cỡ 5 đến 9 cánh bông chùm. 5 9 cánh bông chùm ha anh. À, rồi đế chảy đều tất cả các mặt luôn bạn ơi. Anh em thấy cái rễ nó lạ, người ta nó ra như củ mì á. Dạ. Nó ra u u vậy đó. Mấy cái đầu rễ nữa nó tới hết đầu cái nó phù ra như cái đúng rồi, củ mì anh, nó tròn ha. Đây các bạn. Đế lực lưỡng nha. Bỏ tất cả các mặt luôn, đều có hết. Rồi em nhờ anh Minh ra thử thông số này khoảng bao nhiêu anh Minh? Sắp gì nó lạ. Dạ. Cục này. Cái này anh em nào thiện chí anh em đến tận vườn của anh Minh đi, anh em xem. Cái này bầu này mướn cũng bự lắm nha, dạ. Nha anh em. Cây này cũng khá là thú vị các bạn. Giờ mình đo có 2 thông số thôi ha. Dạ. Giờ ngắm giờ thông số không chuẩn luôn đi. Rồi. Đó. Thì mình đo đây đó là 70 trên 70 đó. Rồi 70 đi. Rồi trên 70 tới 70 ha anh. Ờ trên 70 thôi đi. Rồi ok, đo tuốt trên cao luôn các bạn ơi. Thông số này nó cũng không quan trọng, đo cho nên khảo thôi, quan trọng dạ. Giá cả nè. Đó giờ mình đo thứ hai là đo cổ luôn nha. Rồi ok anh ơi. Đó là 2 thông số thôi. Rồi. 80 13. Rồi 83. 83. Rưỡi đó. 3 mét anh. Rồi 3 mét đúng rồi nè. Thấy không? Nó cắt ngang tim nè. Đó, nó cắt ngang tim nè. Dạ. Chỉ ha. Rồi ok. Đó thì nói chung đây còn nữa là 3 mét. Ok thôi. Rồi cái mặt phía trên là nó khoảng 3 mét các bạn. Bự cái thân nhỏ thôi ha. Dạ. Bốn thân này mình thấy nó cũng đồng đều bạn, nó lớn đều nhau nha. Tứ trụ. Tứ gì chị nói. Ờ này anh em xem kỹ là 27 ha. Rồi 27. Rồi 36. Rồi 36 ha. Rồi, rồi ok anh Minh ơi. Rồi quay lại một vòng nữa cái tổng thể là bộ tàn mặt bên đây cho các bạn xem ạ.
Tàng này anh em muốn chơi thì anh em về anh chỉnh sửa xương xương nữa các bạn, gồm nuôi thêm cho nó lập dày đặc nha, tạo thành cái phong tàng dù anh em chơi. Rồi anh bên đây góc số 1 này, nếu anh em nào thiện chí muốn sở hữu là mình giao lưu với anh em giá bao nhiêu vậy anh Minh? Thì góc số 1 này mình giao lưu với anh em là 152 triệu. Dạ. Thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em là bao ship cho anh em 200 km. Dạ. Và hỗ trợ cho anh em 10 bao đất trồng. Dạ. Đất đó mình trộn nhà nha, tại vì nói chung đất mình trộn nhà nó chất lượng hơn mình mua bên ngoài nhiều. Dạ. Và một hũ thuốc NPM và một chai rút này. Dạ. Là khuyến mãi riêng cho anh em hả anh? Đúng rồi, mình sẽ hỗ trợ cho anh em cái kỹ thuật thuốc men rồi, chứ cây mà mình nó rất hiếm, mấy cây này nó lớn nên phải hỗ trợ cho anh em, rồi hướng dẫn cho anh em. Rồi quá ok anh ơi, thí dụ giá này mà anh em nào còn mình còn thương lượng với anh em được nữa không anh Ninh? Thì nói chung thì nếu mà anh em mà cũng như gần gần thì có thể thương lượng với mình được. Dạ rồi, nghe giá 152 triệu là mình khởi điểm ha, mình còn thương lượng chút đỉnh được với anh em ha anh Ninh. Rồi, ok anh ơi. Rồi số 1 là 152 triệu các bạn ơi, hỗ trợ bao ship cho anh em 200 km nha. Và anh Minh có hỗ trợ thêm đất với kỹ thuật trồng nha cho anh em. Anh em nào biết chi tiết thì anh em liên hệ với anh Minh đi. Rồi tiếp theo các bạn ơi, góc mã số 2 nha. Đây góc này thì nằm đất luôn các bạn. Em trồng nó bao lâu rồi anh Minh? Cái này mình trồng 5 năm rồi. Lúc rồi. Mình mua về là mình trồng cái này là 5 năm. Dạ. Chiều cao này khoảng nhiêu anh Minh? Chiều cao này mình có đo qua 2m7. Rồi 2m7. 2m7 nè. Còn tán ngang khoảng nhiêu anh? Tán ngang 1m6. Rồi tán ngang 1m6 ha. Cái này em thấy cái tàn nó cũng đều các bạn. Em trồng thả luôn hả anh Minh? Đúng rồi, trồng thả thôi. Này là trong ôm nụ này chơi Tết được nè. Dạ. Thí dụ anh em nào mà thiện chí mà giao lưu được thì mình cho anh em gửi Tết bứng được không anh Minh? Được. Bình thường hả anh? Được, bình thường cái gì đâu. Đây thì Tết còn có tháng mấy nữa. Dạ. Cây này thì chơi Tết là view luôn hả anh Minh? Ok, này mà lên chậu chậu mét á. Chậu mét cao lắm, mình thấy vậy. Dạ. Chứ cái thách chứ lên chậu 1 mét nữa là cây này cao lắm. Dạ. Rồi anh em nào mà giao lưu cái này anh Minh cho anh em gửi nha. Tết anh em bứng về chơi Tết luôn. Xong qua Tết mình xuống mình trồng các bạn ơi. Đây. Để đây tứ diện có hết các bạn ơi, chạy đều nha, có hết nha. Cây này mức giá anh Minh đưa ra cũng rất là hữu nghị các bạn ơi, dễ chơi luôn, bao xếp cho anh em. Mặt bông cái này sao anh Minh? Bông này thì nói chung là chính xác là bông từ 8 cánh năng lên á. Rồi 8 cánh năng lên ha. Mai này của mình nhà thì mình biết. Dạ mai nhà này mình đúng, chơi hàng bao bông anh em. Để mỗi năm là mình biết ha anh? Đúng bao bông luôn ha. Đúng bao bông. Rồi ok anh ơi, một cốt đi lên nha. Cái tàn này vậy anh em có thể trồng thiên nhiên thả luôn anh em chơi, không thôi anh em vô dây nha, cho nó đều tàn anh em chơi cũng khá là ổn. Rồi anh Minh đo thông số này khoảng nhiêu anh Minh? Để mình đo thông số cho anh em xem ha. Để đẹp nha các bạn, chuẩn nha. Mình không đo nhiều, đo một thông số thôi. Rồi ok anh ơi. Thông số thôi. Ngay gần đây đi. Rồi 45. Rồi 45 còn chuẩn luôn các bạn 45, ơi. Thoát thân là 30. Rồi thoát thân 30. Rồi số 2 này anh em nào thiện chí muốn sở hữu là giao lưu giá nhiêu anh Minh? Cái cây này mình cũng bao ship anh em 200m thì mình để giá 14 triệu thôi. Rồi 14 triệu các bạn ơi, triệu giá quá hợp lý luôn nha, để anh em có một cây mai tàng chơi Tết nha. Mình cũng mới lần đầu tiên lên clip giao lưu với anh em thì mình cũng đó, để giá nghị cho anh em. Mình này cái này anh em về uống ra vô nhôm ha, anh em thử uống ra nó còn lớn nữa chứ không phải vậy đâu đó, thấy không, lớn ra thành tàng dù luôn. Dạ rồi ok anh ơi. Rồi 14 triệu bao xếp cho anh em 200 km các bạn ơi. Cây này là anh Minh cho biết là bông nó là 8 cánh trở lên các bạn, siêu bông nha, giá quá hữu nghị cho anh em chơi luôn. Rồi tiếp theo các bạn ơi, góc mã số 3 nha, cũng là một cây mai tàng nằm đất luôn các bạn. Cái này anh Minh cũng anh trọng thả luôn nha, này chưa chỉnh sửa gì luôn ha anh? Chưa chỉnh sửa luôn, trên tự nhiên. Dạ. Chiều cao khoảng nhiêu anh Minh? Chiều cao này cũng 2m7 luôn. Rồi chiều cao 2m7. Còn tán ngang khoảng nhiêu anh? Tán ngang 1m6. Rồi tán ngang 1m6, cây này em thấy cũng ôm nụ rất là nhiều bạn. Này chơi Tết là view luôn hả anh Minh? Đúng rồi, cây này nó, trong quá trình nói chung mai lúc này là ôm nụ hết rồi. Dạ. Đó mình xử luôn là lá là nó khằn lại hết không? Đó, dạ. Mai xong khỏe hết. Mặt bông cây này sao anh Minh? Bông này bông chùm, mai mình biết. Rồi, bông chùm luôn, bao bông luôn ha anh? Bao bông. Rồi, cái này anh em Tết chơi là ok luôn nha. Cũng một cốt đi lên luôn các bạn ơi. Cái này ở đây anh Minh đến trồng cây rất là sung bạn, lá mượt ô luôn nha. Tàn là trồng thả. Mình xài toàn phân hữu cơ. Dạ. Xử lý thuốc nó nấm bệnh hết luôn, nên là khỏe cây. Dạ. Rồi, qua mặt phía này cái tàn cho bạn xem luôn nha. Đây. Cái này nhỏ gọn dễ chơi các bạn ơi. Tết anh em bứng về anh em vô cái chậu là anh em chơi thôi. Anh em về mà vô nhôm nữa ha. Dạ. Vô nhôm tràn ra này là anh em vô nhôm là ngon lắm á. Giờ là thấy không? Giờ Tết xong mình vô kẽm lại. Dạ. Đó. Anh em nó rộng rất rộng. Anh Minh đo hoành là ok các bạn. 40. Rồi, 40 các bạn ơi. Đo trên cao nha. Đâu náo luôn cái nguyên cái củ đế nào đế khoảng nhiêu anh? Tổng thể luôn anh.
150. Rồi 150 ha anh. Còn đây là thôi 150 đi. Rồi, rồi. Tính 150 ha. Anh đo thoát thân lên mình. Thoát thân. Thoát thân 50. Rồi 50 ok anh ơi. Em trồng đây cũng lâu rồi anh Minh. Này mình cũng trồng 5 năm rồi. Rồi cây này bộ đế khá là đẹp các bạn. Đế chảy đều nha. Đế sổ đế lực lớn nha. Ví dụ cây này mình giao lưu với anh em là tầm giá khoảng bao nhiêu anh Minh? Cũng 14 triệu, bao xếp cho anh em 200 km. Rồi 14 triệu ha, mình vẫn bao xếp anh em 200 km thôi anh. Rồi cây này đế cũng ok các bạn ơi. Chảy đều lớn lực nha. Ở đây thì nó có một vết thẹo, cái này thẹo này lâu chưa anh Minh? Cái vết thẹo này hồi đó nó có cái nhánh nhỏ ở đây mình cắt mình cho đăng lên một cốt cho nó đẹp á. Dạ. Giờ nó không có mục gì nữa, nó muốn kéo liền da lại rồi. Rồi cái này là xử lý rồi bạn, sam đá rồi nha, sam cho các bạn. Chứ không phải một cứng rồi nha. Cái này vậy anh em trồng thêm nó cũng hiệu, nó cũng có lên xù nữa hay gì nè, thấy không? Dạ. Nó đang nhóm xù luôn ha anh Minh. Ờ nè, thấy không? Nó xù nó dạng như chải. Rồi, cây đang sung các bạn ơi. Rồi tầm 14 triệu rồi sở hữu cây này là quá ok các bạn. Anh em vừa về chơi đẹp, vừa lên tiền luôn các bạn ơi. Mã số 3. Rồi tiếp theo các bạn ơi, gốc mã số 3 nha. Đây, một cốt đi lên luôn. Chiều cao khoảng như anh Minh? Đây chiều cao cũng 2m7 á. Rồi, chiều cao 2m7. Dạ, rồi tán ngang khoảng nhiêu anh? Tán ngang 1m6. Rồi, tán ngang 1m6, cái này chơi tết kịp luôn anh Minh? Ôm đủ hết rồi, ok luôn. Để rồi. Cái này lá nó già, nó khằn vậy là xanh vậy là bảo đảm tết cái này có bông. Dạ. Cái này cái tàn rất đều ạ. Tàn này chơi bông ok nha. Rồi đây mình quay cái mặt phía này cho các bạn xem luôn nha. Cái này đế thì anh Minh anh trọng mình lắp rồi bạn. Không có khai thác lên nha. Mình lắp lại ha anh. Đúng rồi. Rồi ở đúng trên rồi. Thì mình thấy đế nó cũng có các bạn. Mặt mới mặt lại lên nha. Cây cốt cành cũng ok các bạn nè, đóng đều nha, từ dưới lên trên. Mặt bông nó khoảng bao nhiêu cánh vậy anh Minh? Này mai năm bông 5 cánh. 5 cánh zin đó anh. Ờ 5 cánh zin. Nó chùm không anh Minh? À không chùm. Bông chùm 5 cánh ha. Rồi cây này cây zin các bạn ơi, 5 cánh bông chùm nha. 5 cánh lớn các bạn. Rồi em nhờ anh Minh thử thông số này khoảng nhiêu anh Minh? Này mình cũng lấy một thông số cho anh em coi luôn ha. Dạ. Rồi 37. Rồi 37 hoành chỉnh luôn các bạn ơi. Rồi gốc mã số 3 các bạn. Rồi số 3 này mình giao lưu với anh em giá nhiêu anh Minh? Cây này mình giao lưu với anh em 12 triệu. Rồi 12 triệu anh. Bà xếp cho anh em 200 km. Anh em mà sở hữu luôn 3 cây thì chúng mình có thể thủ nghị định. Dạ gọi anh em liên hệ anh để biết chi tiết ha. Rồi ok. Rồi 3 cây ngay nằm đất này chơi tết luôn các bạn ơi. Anh Minh cho anh em gửi lại luôn nha. Còn anh em nào thiện chí mà muốn sở hữu 3 cây này luôn á thì alo trực tiếp anh Minh, anh sẽ có một cái giá thật tốt cho anh em để chơi bông. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây các bạn ơi. Hẹn các bạn vào ngày mai vào lúc 18 giờ chiều. Nãy giờ mình có quay cái lô cây của anh Minh đó. Anh em nào thiện chí gốc nào thì alo trực tiếp anh Minh để mình sở hữu các bạn ơi. Tết đến rồi các bạn ơi, kiếm một cây mai tàn để chơi nha. Đem lại sự may mắn. Rồi, chúc các bạn giao dịch thành công. Chào tạm biệt các bạn.